Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư tâm đắc với câu viết của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong một bộ phim về Bác Hồ trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim cùng câu thơ viết về bác của nhà thơ Tố Hữu. Mong manh áo vải, hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Với tổng bí thư, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người đứng đầu của Đảng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực, tham nhũng, tất cả vì sự nghiệp chung. Trong suốt cuộc đời hoạt động vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng luôn dành cho thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt, không chỉ là tình cảm với mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên mà còn là trách nhiệm đặc biệt đối với thủ đô, trái tim của cả nước. Tổng Bí thư nhiều lần về thăm làm việc chúc Tết và động viên Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thủ đô lần gần đây nhất, vào dịp đón xuân Quý Mão, chiều ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư xúc động nói đến thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng hào hoa thanh lịch Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, để rồi dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, cách đây 68 năm, trong bài viết đăng trên báo Nhân dân số 236 ra ngày đầu tiên thủ đô được giải phóng, mùng 10 tháng 10 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cả nước nhìn về thủ đô ta thế giới, trông vào thủ đô ta, tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Và gần đây, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây chính là sự quan tâm đặc biệt và cũng là yêu cầu mong muốn tin tưởng để Hà Nội thực sự phát triển, gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước như bác Hồ từng căn dặn. Ngày 1 tháng 7 năm 2023, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, văn hóa là nguồn sống, nguồn động lực phát triển Hà Nội phải giữ bằng được những di sản văn hóa cha ông để lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội là thủ đô mà thủ đô là đô thị đứng đầu, chỉ có một. Hà Nội là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Do đó, người Hà Nội làm sao phải phát huy được truyền thống hào hoa, thanh lịch, văn hiến và anh hùng, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa xây dựng con người, xây dựng môi trường hòa bình ổn định là chức năng rất cơ bản của thủ đô. Mỗi tỉnh thành phố có một đặc thù riêng, nhưng Hà Nội chỉ có một vẻ đẹp không nơi nào có được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp, các ngành thành phố Hà Nội quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản này, vận dụng vào thực tiễn để xây dựng thủ đô xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng hào hoa và thanh lịch thủ đô của lương tri và phẩm giá con người và nhiều danh hiệu khác nữa mẫu mực tận tụy và hết lòng vì dân vì nước thân thiện cởi mở chân tình gần gũi khiêm tốn là những cảm nhận của cán bộ và nhân dân thủ đô mỗi lần được gặp gỡ tiếp xúc với tổng bí thư nguyễn phú trọng những buổi tiếp xúc cử tri, những buổi gặp gỡ, thăm hỏi, nói chuyện, tìm hiểu, sẻ chia với người dân trong cuộc sống thường nhật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chính là hiện thực sinh động về việc sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí thư chi bộ 8, Đảng bộ phường Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, vừa là hàng xóm của Tổng Bí thư, nhớ lại kỷ niệm gần đây nhất trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tổ chức tại khu dân cư trước năm đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư đã đến dự với niềm hân hoan phấn khởi. Sự gần gũi và quan tâm của Tổng Bí thư khiến mọi người xúc động, tăng thêm tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước với sự lãnh đạo của Đảng. Những cựu sinh viên khoa Văn khóa 8, Đại học Tổng hợp Hà Nội vẫn không quên được hình ảnh người bạn đồng môn của họ thời điểm đang là bí thư thành ủy hà nội ngồi sau xe máy về thăm khoa văn trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bè bạn ngay cả khi đã là tổng bí thư chủ tịch nước đi dự gặp mặt lớp cũ tổng bí thư nguyễn phú trọng vẫn một mực khiêm nhường xin cho em cho tôi bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy các cô ngày nào Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn, trước tước như Phủ Vân. Từng tham gia trong tổ giúp việc của Bộ Chính trị Ban Bí Thư để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương, có nhiều cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với Tổng Bí Thư. Ấn tượng trong ông về người đứng đầu đảng và nhà nước là con người giản dị, mộc mạc, rất chân thành, một con người trí tuệ uyên bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc nào cũng nhỏ nhẹ như một người thầy giáo nhưng tâm trí lại rất sâu sắc. Có lẽ chính vì thế, gia tài tài sản lớn nhất của Tổng Bí thư để lại hiện nay chính là lòng tin của toàn Đảng, toàn dân. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, có bây giờ xin chào và hẹn gặp lại